Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị 01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập các đội nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo trang thiết bị, phương tiện cơ bản cho lực lượng này hoạt động hiệu quả. Sau khi thành lập, các đội nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp huyện đã sâu sát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng chống cháy nổ theo phương châm 4 tại chỗ. Sau khi thành lập với quân số và phương tiện phù hợp, đội nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Châu Đức không chỉ trao đổi hướng dẫn công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện về nghiệp vụ mà còn phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, cụ thể từ cấp huyện đến xã đã giúp tăng năng lực phòng cháy chữa cháy, ứng cứu, xử lý hiệu quả các sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn. Từ ngày thành lập cái đội phòng cháy chữa cháy thì công an xã cũng thường xuyên phối hợp với chỗ công đội phòng cháy chữa cháy của công an huyện, thì chỗ đội phòng cháy của các công việc cũng hướng dẫn các hồ sơ, các thủ tục pháp lý để cơ sở chấp hành. Thì từ đó thì chỗ phòng cháy chữa cháy của xã thì cũng được nắm bắt được nhiều cái thông tin cần thiết, rồi mình sẽ truyền đạt lại cho các cơ sở việc chấp hành cái quy định. Sau 2 tháng đi vào hoạt động, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đất Đỏ đã triển khai các biện pháp trao đổi nghiệp vụ giúp nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cơ sở, đồng thời trực tiếp tham gia ứng cứu kịp thời 5 sự cố cháy, trong đó chỉ có một vụ cần sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh. Kể từ khi được thành lập thì đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được trang bị những cái phương tiện chữa cháy chuyên dụng, kịp thời triển khai chữa cháy, dập tắt các đám cháy trên địa bàn, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, bảo vệ tính mạng tài sản cho bà con nhân dân. Khi công an huyện Đất Đỏ thì thành lập cái đội phòng cháy cháy đã hỗ trợ công an các xã thị trấn về công tác phòng cháy cháy rất là nhiều. Cái đội nghiệp vụ đã hỗ trợ công tác kiểm tra, công tác hướng dẫn, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh cũng như là người dân về công tác phòng cháy cháy. Tính từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra 76 vụ cháy nổ, trong đó có 73 vụ cháy, 3 vụ nổ làm chết 7 người và 14 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 330 tỷ đồng. So với 10 năm trước đó, số vụ cháy tăng 4, vụ nổ giảm 2, thiệt hại tài sản giảm 14 tỷ đồng. Trước nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn phức tạp, khó lường, nhưng toàn tỉnh chỉ có 4 đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực phụ trách 8 huyện thị thành. Nên khi xảy ra sự cố, việc điều động phương tiện, nhân lực ứng cứu từ địa phương này đến địa phương khác đôi lúc chưa kịp thời, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân, doanh nghiệp. Do đó, ngay khi có chỉ thị 01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh duy trì 4 đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực, đồng thời thành lập thêm 6 đội nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chuyên nghiệp tại 6 huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo 100% cấp huyện đều có đội nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Sự ra đời của các đội này đã góp phần nâng cao khả năng ứng phó, xử lý kịp thời và hiệu quả các vụ cháy nổ theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương trang bị các cái phương tiện, các cái xe chữa cháy, các cái máy bơm chữa cháy cho công an các địa phương. Hiện nay chỉ còn một số công an huyện là chưa nhận phương tiện, còn cơ bản là chúng tôi đã trang bị đầy đủ để kịp thời đáp ứng công tác chữa cháy tại địa phương, cũng như lực lượng phòng cháy cháy được tăng cường về địa phương nhằm đảm bảo với công tác phòng cháy cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất các cái vụ cháy kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện các đội nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh đang ổn định tổ chức, tích cực tham mưu công an các huyện thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời kiến nghị các địa phương hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ nhằm giúp lực lượng này đảm bảo thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.